Thế cái drone này sử dụng như nào các bạn? Mày đây à? Leo leo! Leo leo! Giờ đây, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, đến đây, đến đây, đến đây, come on. Ok, thì còn mẹ. Cái này hay phết. Thì có mẹ mày cứ bay drone này xong rồi bị thằng nào chém chết thì buồn cười lắm luôn. À. Hello motherfucker. Ui, rất nhiều thằng trong ngoài luôn. Ơ, đi xa quá là nó bị ấy à? Đúng thằng lúc lẫy luôn. Người thôi. Cái này giờ làm gì có bot. Cái này bây giờ free rồi mà. Ấy. Mày thử thò mặt ra tao xem nào. Nó thò mặt ra các bạn ạ. Cú đêm huyết sáo à? Cú đêm huyết sáo à? Này nhá. Vừa rớt xuống kìa. Đây. Nghe các bạn nhá, đi của mạng 7 này. Chẳng sợ phải đợi anh thật lâu, điều em lo nhất chẳng biết bao lâu. Em xin lỗi, em tưởng là anh bắn thằng kia mà. Anh ác ôn vùng nông thôn thế. Em tưởng anh bắn thằng kia, đang bắn nhau thằng kia lại quay sang bắn em. Tưởng hai thằng nó bắn nhau hóa ra đi con mẹ nó xong quay ra mà phát mồm mình luôn. Sợ luôn đấy. Hay rồi. Hết nổ. Đợi cho đầy máu nó sang rồi. Ở đâu rồi? Phát thưởng bịt mẹ vô lý, hư cấu. Ô, nó có cửa vào à? Đi đâu đấy bạn? Ui, bắn đi ca cốp 2 à? Cả quê thế.
Pup ở đây mà. Đúng không? Đây, 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 đây. À bắn đây. Đi có cái bo nếu có xe đó. À, con chó này. Liều mình bịt mẹ. Chỉ có như thế mới vào được thôi. Bịt mẹ chạy bộ thế mẹ luôn. Chạy bộ này chính là an toàn. Oh, bịt mẹ nguồn sống. Oh my god. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bè lại vừa bằng một cái u oát. Địt mẹ mày, mày ngu lắm con ạ. Thích chơi tao á. Thế à? Địt mẹ mày, mày ngu lắm con ạ. Nhà bắn nhở? Nhà bắn à? No. Rồi. Tôi bắn cúp 2 nhá, thì mẹ tôi mà bắn cúp 6, cúp 8 thì thôi. Mẹ. One shot, one kill. Ui, bắn 30 thằng. Cúp 2 là mày. Em ở mép bây giờ khó nhìn thật đấy. Đúc máy bay thôi. Thằng này thế à? Thank you.
con chó này. Phía anh không đợi quân giờ bắt được anh khó lắm nè, đừng mà. Em chết kìa. Chết rồi ta. Đâu nhỉ? Phiêu. Lại bảo bốt áo bắn nó đẩy như thế kìa bốt. À, sao nhở như thế rồi bảo bốt. Thank you.
không chửi với bạn. Bắn thế các bạn vẫn cứ kêu là bắn bốt, cay thực sự. Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi. Chơi mấy cái map mà kiểu đông người như thế ấy, là chỉ có top 1 thôi. Bây giờ có thể vào mà top 1 cả.